tiền ở trong két. À, anh vừa cầm tiền đi ra cọc nhà rồi. Sao anh không nói với em để hai vợ chồng mình đi với nhau chứ? Thì em đang bầu bí, với cả người ta đang rục nộp nhanh để còn được hưởng khuyến mại. Anh cầm nhiều tiền thì phải cẩn thận đấy nhá. Rồi rồi rồi, anh biết rồi, anh đang lái xe nhá. Dạ. Con út nhà tôi, nó bảo là tôi không tin nó, nhưng những thứ mình nhìn thấy không biết phải tin thế nào nữa cơ. Ông thì ba đứa con gái, vất vả gả chồng nuôi con, nhưng mà dù sao thì con gái nó vẫn dễ bảo. Còn đây tôi có một thằng độc đinh ấy, chiều lắm mà đâm ra là ích kỷ ỷ lại. Mình đến tuổi nghỉ ngơi rồi mà có được nghỉ đâu. Còn nó thì trẻ khỏe, nhưng mà toàn dùng sức khỏe vào những việc đâu đâu. Cứ cưới cho nó cô vợ là xong không ạ? Chắc gì anh. Đúng là vất vả nhất là làm bố mẹ. Mày tưởng mày là ai mà lao vào giành vai hả con không tên không tuổi kia? Phim à? Không, hình như là thật đó. Ô, cô đang hỏi tôi đấy à? Chứ còn sao nữa à? Trời ơi, khổ. Thế thì để tôi giới thiệu nhá. Tôi tên là Anh Thư, năm nay 26 tuổi. Tên tuổi như thế thì đã đầy đủ chưa? Mày cũng chỉ là thế thân để đóng một con điên mà thôi. Đời đã cho mình vai thì tội gì mà không diễn. Đúng thì làm nai mà sai thì làm cáo. Đằng nào thì tao cũng sắp sửa đóng vai một con điên rồi. Nên tao rất là muốn tặng cho đứa nào láo một cái sẹo ở trên mặt. Nào. Muốn thử không? Đồ con điên. Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm. Sống không có tâm thì đừng có giao giảng đạo đức. Anh ơi! Này đèn quá nhở? Về có bị vợ hoạch hoẹ không? Còn muốn vé nóng không? Mỗi tội lãi chát xít đấy.